Xin chào mọi người. Tả cha hảo. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 20 tương với phần tiếp theo của bài 7 quyển 1. Trước tiên hãy hỏi, bạn ăn gì? Nhi Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói màn thầu, có nghĩa là bánh bao không nhân. Mán thầu. Mán. Mán. 头，头，馒头，馒头，按馒头吃馒头，吃馒头,明按馒头，我吃馒头，我吃馒头。